Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài thi tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến người bảo các ông lúa chín đại đồng mà thờ gặt lại ít vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về anh em hãy ra đi này thầy sai anh em đi như chiên con đi giữa bầy sói đừng mang theo túi tiền bao bì giày dép cũng đừng chào hỏi ai dọc đường vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì anh bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời chúa. Lạy Chúa Khi tôn Ngài Khen Chúa. Thưa quý chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn thích tin mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 9. Giáo hội cho chúng ta nghe ngày hôm nay ngày lễ kính thánh Timôthê và thánh Tito giám mục. Có thể nói là hai người con tinh thần của Phaolô hay là hai người cộng tác viên đắc lực của Phaolô. Lễ nhớ đây là lễ nhớ buộc thì Chúng ta thấy nhìn qua hai cái cuộc đời của hai người này mà Phaolô trong lúc ngồi tù đã viết thư nhắn gửi và một trong những bức, bức thư đó giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích ở bài đọc 1 ngày hôm nay trích từ thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu gửi cho ông Timothée. Ông Timothée là người đồng hành tri kỷ chia sẻ vui buồn trong sứ mạng của phao lô còn ông tito là người thương thuyết giỏi đáng tin cậy giúp phao lô thương thuyết giải quyết những hiểu lầm và chia rẽ trong nội bộ của cộng đồng giáo hội hai vị này được mang tức giám mục tức là được phao lô đặt tay truyền chức thì bây giờ chúng ta cũng nên nghe qua cái bài đọc 1 để thấy được cái tâm tình của Phao-lô và nhân dịp ngày lễ hôm nay của hai vị thánh giám mục này Timôthê và Tito để chúng ta xem thử Phao-lô nhắn gửi điều gì trong lúc đang ông đang ở tù. Chúng ta nghe thư thứ hai gửi, tín, gửi cho ông Timôthê chương 1 câu 1 đến câu 8. Tôi là Phaolô Lô tông đồ của Đức Kitô Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Kitô Giêsu gửi anh Timôthê người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh được ân sủng lòng thương xót và sự bình an. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đón tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch theo gót tổ tiên. Tôi tạ ơn người khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh. Trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chăn chứa niềm vui. Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh. Lòng tin đã có nơi cũ Lo-ít, bà ngoại anh nơi bà Eunike mẹ anh cũng như chính nơi anh tôi xác tín như vậy vì lý do đó tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự nhủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng thương chèm đọc qua cái này cái lời nhắn nhủ nó mang tính làm bức tâm thư cuối cùng là di chúc của Phaolô gọi lại cho môn đệ của người là Timôthê cho chúng ta thấy hai điểm mà chúng ta còn lưu ý thưa anh chị em Phaolô gọi Timôthê là người con yêu dấu người con tinh thần của ông Đó. rồi gì nữa ở đây ông nói ông ông nêu ra cái gương đức tin mà trong đời sống đức tin vào đức Giêsu Jesus mà ông giống thân đó thì ông nói là nhờ được huấn luyện à, nhờ được huấn luyện và theo gót tổ tiên cái đức tin đó lòng nhiệt thành đó nó đến từ cái 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 sự cái cái, cái, cái giáo huấn cái dạy dỗ giáo dục của gia đình giáo dục trong đức tin của gia đình ở đây ông nói theo gót tổ tiên và tổ tiên ông là người giáo thái đó rồi bây giờ khi ông nói đến niềm tin của Timothée cũng vậy ông khen cái khen tặng niềm tin của Timothée nhưng mà ông cũng nhắc rằng là nhờ cũng nhờ tổ tiên ở đây ông nhắc ông nhắc đến hai gương mặt đó. ông khen tặng cái đức tin mạnh mẽ của ông Timothée nhưng mà đức tin đó đã có nơi tức là được truyền lại nơi bà ngoại của ông là bà cụ Lois và nơi bà mẹ của ông là bà Onike. Đó, chúng ta thấy cái điểm thứ nhất mà chúng ta lưu ý đó là gì? Việc giáo dục đức tin nó rất là quan trọng, đời sống đức tin rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta để lại cho con cháu chúng ta cái gì? Cái sức mạnh của đức tin, cái gương để mà làm chứng phụng thờ Chúa với lương tâm trong sạch như Phao Lô nói chẳng hạn. Đó. Rồi Phần thứ hai trong cái bức thư này của ông là, ông nói, vì lý do đó, vì đức tin đó, vì đức tin của anh, anh nhận được từ tổ tiên như vậy, từ mẹ và từ bà ngoại như vậy đó. Mà tôi nhắc, anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa. Đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Khơi dậy đặc sủng là khơi dậy cái gì, thưa anh chị em? Cái, cái, cái đặc sủng là khi đặc biệt mà khi đặt tay tôi, tôi tôi đã đặt tay trên anh đặt tay truyền chức thánh đó thưa anh chị em. Như vậy thì đặt tay truyền chức thánh là truyền thần khí. Cho nên cái cái chữ mà khơi dậy đặc sủng có nghĩa là cộng tác với thần khí, khơi dậy thần khí, khơi dậy nguồn nước, nguồn sinh lực hay là những cái đặc sủng mà thần khí ban cho chúng ta khi chúng ta nhận vi tích rửa tội chẳng hạn. Đó. Rồi chính vì vậy mà liền, sau đó, ông xác định là khơi dậy đặc sủng là khơi dậy cái gì nè, chúng ta nghe, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thần khí làm cho đó, làm cho chúng ta trở xin lỗi, vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát. Đó. Chính nên chúng ta thấy, việc đặt tay là ban thần khí. Nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Rồi không hộ thẹn làm chứng cho Chúa, không hộ thẹn vì thầy của mình đang bị tù vì Chúa, vì đạo lý Chúa. Đó. Rồi gì nữa, ông mời gọi môn đề của ông Timothée là đừng dựa vào sức mạnh riêng của mình để làm chứng. Bởi vì khi chúng ta dựa vào sức mạnh riêng của mình thì chúng ta sẽ chuốt lấy cái sự sợ hãi và hộ thẹn nhưng khi chúng ta sửa vào sức mạnh của Chúa và thì chúng ta sẽ mạnh dạn vượt qua cái gian khổ để loan báo tin mừng anh chị em như vậy thì cái, cái đặc điểm của người môn đệ cái phẩm cách của người môn đệ cái công việc của một người môn đệ đi loan báo tin mừng đó là gì có một lòng tin mà cái lòng tin đó là một sự tiếp nối cái niềm tin truyền thống của cha ông đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là gì? Đó là phải không ngừng khơi dậy đặc sủng. Có nghĩa là hãy được hãy làm cho mình được đổi mới trong thần khí. Hãy để cho thần khí đổi mới mình. Để làm gì? Để không hổ thẹn vì danh chúa. Để cũng không bạc nhược, sợ hãi, nhúc nhát trong cái sứ mạng rao dạng tin mừng. Cũng công, cùng một cái tâm hướng đó, bài đọc tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước và tất cả các thành các nơi mà chính người sẽ đến. Ở đây chúng ta thấy biết là không những là Chúa Giêsu chỉ sai 12 môn đệ. Chúng ta nhớ người sai 12 môn đệ từng hai người một đi à, thực tập truyền giáo cho người Do Thái qua các làng Samaria và các làng của người Do Thái những nơi người đến. Và ở đây cũng vậy, cái số 72 môn đề có bản văn khác gọi là 70, mà đều tập trung là con số hướng về do ngoại. À, con số biểu tượng để nó hướng về do ngoại. Như vậy thì ở đây, rõ ràng muốn xác định cái cái cái, cái sứ mạng, cái, cái đối tượng mà các môn đề được sai đi, đó là không chỉ là người do Thái mà cho do ngoại. Thứ nhất, thứ hai, cái đặc điểm của sứ mạng này là gì? Đặc điểm sứ mạng này là mang tính cộng đồng. Vì ở đây người sai từng hai người, một đi trước. Bởi vì phải là hai người phải hai người để làm chứng thì phải có hai người theo luật của Cựu Ước. À. Cho nên phải có hai người chứng thì cái giá trị chứng từ đó nó mới mới có hiệu lực. À. Đó. Nó mới có hợp hợp lý và hợp pháp thưa anh chị em. Thì ở đây cũng vậy, cái cái lời chứng về tin mừng Đức Giêsu, lời chứng về tin mừng phục sinh của Đức Giêsu cũng phải được rao dạng bởi hai người, bởi hai nhân chứng. Đó là lý do mà Chúa gợi các môn đề của người, dẫu cho đó là nhóm 12 hay nhóm 72, đều là từng hai người một đi. Là muốn nói điều đó, muốn nhấn mạnh lên cái tính cái tính cộng đồng của sứ mạng, thưa anh chị em một một cái khi cái, cái cái tính cộng đồng của sứ mạng như vậy là để làm gì để làm cho cái chứng từ của các ông được hợp pháp hợp lý và đáng tin cậy bởi vì hai người làm chứng mà à, hai người làm chứng trong việc làm chứng về sự điệp của, cứu độ của đức Kitô đồng thời cái con số hai mà đi hai người như vậy cũng muốn nói lên điều gì thưa muốn nói lên rằng là để tránh cho chúng ta cái tham vọng À, cái tham vọng là một mình độc tài Đó, một cái tính cái tính độc tài của chúng ta nếu như chẳng hạn lỡ có thành công à, thì chúng ta kêu căng nói là nhờ có sức riêng của mình à, nếu có thất bại thì chúng ta bụng rụng và buông xuôi nhưng nếu có được hai thì thành công cũng được chia hai nghĩa là chúng ta sẽ không hên hoang là chỉ có mình và nếu có được hai nữa thì khi thất bại chúng ta an ủi nhau trong sứ mạng Ờ, cho nên cái, cái tính sư phạm của cái việc gửi từng hai người một đi là như vậy, ừ, là để tránh kêu căng, cũng như để tránh tuyệt vọng. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung của lời mà Chúa Giêsu nhắn gửi sai các ông đi. Trong nội dung của lời này, Chúa xác định cái phong cách, cái phẩm cách, cái cách ứng xử, cái nhân cách của người môn đề phải như thế nào khi chú nói trước nè chú chú nói với các ông nè lúa chín đầy đồng mà thờ gặt lại ít à, có nghĩa là cấp bách rồi đó lúa chín rồi mà thờ gặt lại ít nghĩa là gặt không kịp thì lúa sẽ rụng nó ở đây muốn nói về điều gì cánh đồng truyền giáo vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về rồi gì nữa hai mệnh lệnh là anh em hãy xin rồi thứ hai anh em hãy ra đi xin chủ sai thợ gặt, rồi không phải rồi ngồi đó đâu, à, rồi khoan khoan tay nhờ sung rụng đâu, nhưng cũng phải đi nữa. Chúng ta thấy ở đây có hai mệnh lệnh. Sau cái nhận định là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít thì có hai mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất là xin Chúa, nghĩa là xin Thiên Chúa Cha can thiệp bằng cách gửi thờ gặt đến. Đó là từ phía Thiên Chúa phải can thiệp. Giải quyết cái chuyện mà lúa chín đầy đồng Mà thừa gạt lại ít Rồi từ phía con người là gì Anh em hãy ra đi à, Hãy ra đi Thầy sai anh em đi Như vậy chúng ta thấy có sự cộng tác Để giải quyết cái, cái việc mà cứu độ con người Cánh đồng truyền giáo này à, Thưa anh chị em Thì còn phải có à, Cái sự trợ giúp của Thiên Chúa Và sự cộng tác của con người Hai bên cùng làm việc với nhau Đó là phần khởi màu của cái nội dung của lệnh truyền giáo. Bây giờ chúng ta xem là Chúa định nghĩa cái phong tác không phong cách là cái phẩm chất, phẩm cách, cái tư cách, cái nhân cách của người môn đệ như thế nào chúng ta nghe. Này thầy xa anh em như chiên con đi giữa bầy sói. Ở đây Chúa muốn lưu ý chúng ta là đi vào trong nguy hiểm à, giữa bầy sói điêu ngào và trong nguy hiểm giữa toàn gian nhưng mà chủ sai chúng ta đi như chiên. Hình ảnh của chiên là hiền lành, không có nói ngay cả khi bị bắt hại bị đem ra giết, lột da để mà xác thịt thì cũng vẫn không nói, không kêu ca. cái hình ảnh của chiên nó hiền lành như vậy, nó không có hung dữ, không có xé xác xé rách nhau không có xé rách đời nhau chẳng hạn không có chia rẽ nhau ở đây đó là cái phẩm cách thứ nhất là phẩm cách của một người một con chiên của một cái môn đề của đức Sư là chiên hiền lành khiêm hạ và có cái đặc tính trầm lặng thứ hai là cái phẩm cách thứ hai của người mẫu đề là đừng mang theo túi tiền bao bì giày dép Nghĩa là gì thưa anh chị em? Ý là đừng gắn bó với vật chất của cải quá. Đừng cày dựa vào vật chất của cải. Một cái nghĩa bóng, cái kiểu nói xê là như vậy. Chứ không phải là chú không bảo mang theo túi, không ăn bị giày dép đâu. Nhưng mà một hình thức muốn nói lên rằng là hãy sống cái tinh thần thoát tục đó. Đừng tùy thuộc với những phương tiện vật chất quá đáng. Rồi thứ ba Phong cách thứ ba là gì? Phẩm cách thứ ba là cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Ủa, cái này đúng ra phải chào hỏi, chứ không chào hỏi thì mất lịch sự. Có thể là bởi vì cái cách chào hỏi của người Đông Phương rất là dài dòng và rất là mất thời gian. Điểm thứ nhất, bởi vì họ có cái văn hóa là văn hóa hiếu khách của họ đó. Khi mà họ chào họ chào khách ở giữa đường rồi là họ sẽ mất thời gian. Mà ở trong khi ở đây lúa chín nhiều rồi, nghĩa là sắp rụng hư hết rồi, cho nên sứ mạng cấp bách là như vậy. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu như chúng ta đặt cái bối cảnh chào hỏi ở ngoài nơi công cộng như vậy này, trong cái bối cảnh của phái pharisêu đó, thì thường người pharisêu thích khoe khoang danh dự của mình, thích cho người ta chào hỏi nơi công cộng. Ờ, có nghĩa là gì? Đi, đừng đi tìm kiếm danh lợi, danh dự đó, ờ, danh tiếng ấy đó là phẩm cách thứ ba phẩm cách thứ tư là gì vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này và nội dung mà chúng ta phải loan báo tin mừng mà chúng ta phải loan báo đó là sự bình an bình an ở đây có nghĩa là một cái gì đó nó hạnh phúc nó trang hòa từ thể lý tâm lý đến tâm linh cho nên gọi là bình an chúng ta nhớ khi mà người do thái gặp nhau đó thì người ta nói shalom Chẳng hạn mình nói hello thì người ta nói shalom Mà shalom có nghĩa là bình an trong tiếng Do Thái Cũng như người Do Thái Chúng ta gặp, chúng ta hỏi nhau anh có khỏe không Thì trong cái khỏe đó là có nghĩa là khỏe thể lý, tâm lý và tâm linh Hàm ý như vậy, anh có khỏe không, thế nào rồi Dạo này ra sao rồi? Thường chúng ta gặp nhau, chúng ta chào hỏi như vậy. Người Do Thái khi họ chào hỏi với nhau thì hỏi ra cái sự bình an của anh như thế nào? Có nghĩa là khỏe không đó? Nhưng mà thay vì nói cái chữ khỏe thì họ dùng cái chữ bình an. Mas kha. Bình an của anh như thế nào? Có nghĩa là anh như thế nào Khỏe không đó? như vậy như vậy ở đây chúng ta thấy người đừng người muốn đề là người những cái lời nói ra phải mang lại bình an nếu như mà cái lời người muốn đề mà nói ra không mang lại bình an thì nó có hai lý do lý do thứ nhất đó là người muốn đề đó không có bình an và gieo rắc bình an gieo rắc cái sự dữ gieo rắc cái cái ác tâm cái ghen tương cái hòn thù đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, đôi khi mình nói nó bình an mà người nghe kia không được bình an và nổi loạn thì rõ ràng đó là do cái người đó thiếu bình an và không ở trong sự bình an hay là dị ứng với sự với bình an, hay là hòa bình, hòa giải. Đó, cho nên để ý chúng ta bình phân điều đó và chúng còn xác định rõ cái cái bình an này, cái phẩm cách thứ tư này. Nếu ở đó tức là ở nhà đó đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em chú xác định rõ chú xác định rõ điều này là để làm gì muốn nói rằng là mình khi mình chào chúc bình an mà người ta phản ứng tiêu cực lại thì cũng đừng có quan tâm cũng đừng buồn đừng có hận cũng đừng tìm cách trả thù và trừng phạt Ừ. Nếu như người ta xứng đáng Thì bình an của anh em sẽ ở lại với người đó Nếu như người ta không nhận Cái sứ điệp tin mừng bình an mà anh em rao giảng Thì tự nhiên cái sứ điệp đó nó trở lại anh em Cái sự bình an đó nó trở lại anh em Chứ không cần phải trừng phạt họ Bởi vì trong dòng lịch sử giáo hội Trong dòng lịch sử truyền giáo Chúng ta cũng đã từng phạm sai lầm trong việc uh, Ngay cả mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy nữa khi chúng ta tìm cách thuyết phục người khác tin, nhận hay loan báo tin mừng mà chúng ta gặp cái sự phản đối, sự chống đối thì chúng ta hằng học trả thù hay là ghét bỏ tẩy chay. ở đây chúa chỉ cho chúng ta một phương cách nó rất là nó đơn giản, nó rất là hiếu hòa, rất là bất bạo động để tránh cái 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 bạo động trong cái cái sứ mạng truyền giảng tin mừng bình an của Chúa Kitô đó. Chú nói ai Có ai đáng hưởng bình an Thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em Cho nên anh em, em đừng buồn Đừng tóc vọng Cũng đừng nổi nổi giọng Đừng bạo lực Hãy ngầm ý chú muốn nói điều đó Rồi điểm thứ năm Cái phẩm cách thứ năm của người mũ đề Là hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn thức gì thì anh em dùng thức đó vì thợ thì đáng được trả công mà Nghĩa là gì? Đừng mặc cảm khi đón nhận sự giúp đỡ. À, nhưng mà đồng thời ở đây, Ý Chúa cũng muốn nói là hãy đơn sơ và đừng đòi hỏi nhiều. Người ta dọn gì ăn đó, chứ đừng đòi hỏi. Đó, cái sự đơn sơ gần gũi và ừ, nghĩa là không có yêu sách. À. Rồi thứ sáu thưa anh chị em là đừng đi hết nhà này đến nhà kia có nghĩa là gì vậy à, có nghĩa là sứ mệnh sứ mệnh cấp bách chính vì vậy mà đừng có mất thời gian chuyển nhà này qua nhà nọ bối cảnh ở đây thưa anh chị em, của cái thời ban đầu của giáo hội sơ khai là lúc đầu chưa được giảng công khai ở thành thị nơi công cộng đâu thường các môn đề đến như phao lô chẳng hạn đến thì uh, tìm hiểu xem rồi chinh phục được một vài người thôi thì bắt đầu lập cái gọi là giáo hội tại gia à, giảng dạy và cử hành à, nghi thức um, thánh thể ở tại tại gia tại nhà đó. Đó. cho nên giáo hội thường cái từ khởi đầu như vậy là đóng đô tại một chỗ rồi sau đó dọn dọn đó bắt đầu phát triển cái nhiều người đến rồi đó thì bắt đầu mới coi thử chính quyền dân sự ở đó có phản ứng gì không rồi bắt đầu mới ra thành thị ra nơi công cộng giảng đó là cái bối cảnh lịch sử đằng sau đó đằng sau của cái câu nói này là đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia là như vậy nghĩa là hãy thiết lập giáo hội tài gia ngay một cái nhà một cái trụ sở truyền giáo từ đó rồi mới sẽ phát nó rao giảng một cách công khai chứ đừng cứ tệ nhà này qua nhà kia đó Ý là chưa muốn nói như vậy. Nó có nghĩa là gì? Cũng đừng đi tìm kiếm tiện nghi hay đừng có cái cái cái, cái tính mà hay thay đổi bất thường. Ừ. Hay thay đổi bất thường. Điều đó nó làm mất thời gian. Trong khi đó, cái thời gian sứ màng lúa chín đầy đồng kia rất là cấp bách. Ừ. Rồi gì nữa? Phần thứ bảy. phòng cách thứ bảy. Vào bất cứ thành nào mà mọi người mà người mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ triều đại thiên chúa đã đến gần các ông. Đó, rõ ràng chúng ta thấy chú nói về việc từ trong nhà thiết lập cái giáo hội tự do trong nhà rồi liền sau đó chú nói thành vào bất cứ thành nào trên kia là vào bất cứ nhà nào ở dưới này vào bất cứ thành nào bắt đầu thành rồi nghĩa là một khi xác định một cái 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 ban chỉ huy rồi đó một cái nơi để mà chỉ huy của giáo hội rồi để thiết lập cố định giáo hội rồi đó giáo hội tại gia rồi thì bắt đầu là ra ngoài thành phố bắt đầu ra giảng và cũng vậy cũng cùng một cái phẩm cách như vậy đó là gì à, nơi nào người ta à, vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em, nghĩa là gần gũi thân thiện. Hãy rồi gì nữa, hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, cái hành vi là chữa lành và lời nói là gì, loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Tức là hãy đón nhận tin mừng của Đức Giêsu Kitô chính Đức Giêsu Kitô đã đến gần và đang ở giữa các ông như vậy thưa anh chị em qua bảy cái phẩm cách của người môn đệ mà Chúa Giêsu phát họa cho chúng ta là một dịp để chúng ta xét mình xét mình thứ nhất là sứ mạng thì chúng ta được sai từng hai người có nghĩa là sứ mạng truyền giáo là sứ mạng chung mang tính cộng đồng của giáo hội thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện xin cho có ơn gọi và chính chúng ta cũng phải song sáo à, bằng cái, cái, những cái ơn mà Chúa ban cho mình bằng việc kích hoạt lại những cái đặc sủng mà thần khí ban cho chúng ta khi chúng ta nhận ngay từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức thưa anh chị em đó. Để làm gì? Để chúng ta có đủ sức mạnh, can đảm, khôn ngoan mà lên đường. Lên đường. Đó. Trong môi trường sống của mình, trong môi trường làm việc của mình, trong môi trường gia đình của mình, chúng ta có thể ra đi làm làm chứng trong từng môi trường như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó. Bởi vì nhiều người ký tư hữu chỉ hài lòng giữ luật, giữ điều răng Chúa thôi. Chứ không có kích hoặc lại khơi lại các đặc sủng của thần khí ban cho bằng khí ban cho chúng ta chôn vùi những cái đặc sủng đó chính vì vậy mà họ chỉ ù lì ở trong cái gọi là giữ đạo giữ đạo giữ luật chứ không phải giữ đạo giữ nghĩa tình với chúa và nhất là thực sự mà họ giữ luật thì phải họ giữ cái luật cái lệnh truyền giáo của chúa là sai chúng ta đi khi mà nói chúng ta nói là sai đi thì chúng ta cứ nghĩ là đi xa nhà đi loan báo này kia không đi đi trong chính môi trường chúng ta đang sống môi trường của một gia đình nơi đó chúng ta làm vợ làm chồng hay làm con đó truyền giáo ngay từ trong gia đình trong giáo xứ của mình ở trong cái môi trường làm việc của mình chúng ta nói điều gì cầu nguyện cho sự chữa lành của họ rồi chúng ta nói về đức giêsu loan báo tin mừng nữ thiên chúa nói với họ rằng giêsu yêu mến các bạn đó Chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả tại sao ngày hôm nay nhiều khi tôi hữu rất làm bị động thưa anh chị em. À, bị động không có năng động bởi vì thiếu cái tính năng động của thần khí thần khí là gió mà gió thì thường là rất năng động rất à, là năng động cho nên một người khi thưa hữu mà thiếu năng động có nghĩa là đã chôn vùi thần khí đã nhốt thần khí trong chuồng rồi à, không cho thần khí hoạt động cho nên cần phải khơi dậy hay là kích hoạt lại các đặc sủng mà thần khí ban cho chúng ta để chúng ta xứ đáng trở thành những người môn đệ và chu toàn sứ mạng thừa sai mà Chúa Giêsu gợi gắm cho chúng ta bởi vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Amen.